Được rồi, thế kêu chăm thứ hai. Thì tập trước chúng ta đã lệnh một cái chìa khóa nào đó với cái mã gì đó 1302, chắc là nhớ nhớ là vậy. Đó đó 1302 này. Mà đem gì? Hình như đây là một chìa khóa không có gì đặc biệt hết. Không gì đặc biệt. Cái những tờ báo cũ. Nghĩa là mà sao không? Để ý là không chưa vẫn vẫn chưa gặp được người nào hết nhờ. Cái này bị rớt rồi, không lay được. Gì cơ? À. Để leo, leo lên, leo lên. Chưa được. À, được. Ôi, leo được rồi. À, leo được. Cần thử rồi. Có gì đây? Có một cái con này, tấm gỗ này. Hắc ra cút cút. Đây. Hay một cắm này nữa. Mà đem gì cơ? Xuyên dưới lên trên. City Light. Ồ, có một cái cắm nữa này. Rồi. Một cái xà beng. Đóng rồi. Mình lấy cái xà beng mở được không? Được. À những câu đố, lại câu đố rồi rồi. Dạ biết rồi, biết rồi, biết rồi. Ủa rồi đó. Gì đó. Cửa mở rồi, cửa mở rồi, mở rồi. Cửa mở rồi. Cái khoa, cái cửa trước rồi đó. Cửa đã đóng, chúng ta cần phải tìm thứ gì đó. Phải đi bằng được cửa khác à? À, cửa khác chắc là này. 1301 302. Không, không ở được. Đây ra ngoài. Cái cửa đóng rồi. What? Ui, tôi lạc Mỹ rồi. Cái đường ra ngoài chữ mô đó. À đây, đường ra ngoài đây. Đây là đường vô. Thời gian là tiền bạc. Gì đó nó có nghĩa là gì? Ủa, ô nhầm lần lượt, sai sai, tôi không phân biệt được. Với xe đóng rồi. Đóng đóng rồi. Bao nhiêu mà không tìm được cái gì bên này cả. Hay đi tiếp đi. Không có gì đặc biệt hết. Ờ, mà đồng hồ đã chỉ sai giờ. Gì đâu mà mở à, cái này gì khóa quay xe mẹ, phòng vệ sinh mà cũng có chỗ khóa nữa mẹ, không trong cả đáy à gì.
ba. Làm sao cho giống nhau, đúng rồi. Ừ, phải làm được một cái này, thằng muốn phá mình ra rồi. Mật khẩu là gì? Thôi ra ngoài đi, WC rồi, chìa WC. Phải WC mà có tranh ảnh này. Để mở hơn. Có một chìa khóa vàng. Shit. Tắt được không? Lại đồng hồ nữa, được rồi. Năm chín không bốn bảy, được. Không làm khó tôi đâu. Một mảnh giấy. Mảnh giấy thì sao? Nhầm nhầm nhầm, sorry sorry. Chìa khóa vàng mới được. Like cái gì đây? Đây là hoàn hảo. Hình như tôi thấy cái này là đâu đó trong xanh vàng. Hồng, đỏ, xanh, lá cây. Ba. Nếu hiểu nha. Ôi, nhớ nhầm, sorry. Cái gì vậy? À,
hiểu rồi, cái đó chỉ là gợi ý thôi. Để coi thử. Không, năm ba chín hai sáu nó mở rồi. Ôi, một đây đây, chìa khóa đây, có lẽ là của ba mình. 50.000 đô la răng mà lấy đem gì? Còn cái khác không? Còn gì không? Ok, đi nào. Ta đã hoàn thành trong chapter 2 rồi. Giờ chapter 3. Nghĩ nào.